Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cục công suất 5 thớt của Technic. Con này 5 thớt liền anh em nhé. Con này em thanh lý cho anh em là tại vì là nó bị méo mó cái phần phần thớt này. Đấy. Thớt này là bị méo mó nhiều nhất anh em nhé. Đấy, tại vì cái mặt này của nó mặt nhựa này thì bạn nhân viên bên em bạn ấy cho vào bạn ấy sấy, nhưng mà bạn ấy sấy bạn ấy để quên, thế là nó bị bỏng quá nhiệt, em bắt đầu là cái nhựa này bắt đầu là méo mó, nó chảy hết này. Đấy, chảy méo mó mất, lãng phí thật. Đúng ra cái cục này là tầm 1,8 triệu anh em nhé. Đẹp thì em đang định tính bán 1,8 triệu, tại vì nhập về là về đến nơi là hơn 1,5 triệu rồi, 1,580,000 cả tiền ship, 1,580 rồi, định bán 1,8 triệu thì kiếm tí công, nhưng mà anh em làm mà nó méo mó mất rồi. Em thanh lý cho anh em là 1,3 triệu anh em nhé, 1,3 triệu cục này thôi. Đấy, thanh lý lỗ luôn cho anh em 1,3 triệu. Lúc mình nhập về thì nó bụi bặm và nó bám bụi bặm nhiều nên là mình bắt buộc phải cho vào vệ sinh. Vệ sinh thì là nó dính nước thì là các bạn đem sấy, nhưng mà sấy các bạn này mới làm này, các bạn này không để ý nhiệt, các bạn để quá nhiệt. Đấy, đâm ra là nó bị méo mó mất. Cái này bằng nhựa là phải chú ý này. Bình thường các bạn ấy sấy mấy cái nó bằng sắt thì các bạn ấy bằng kim loại thì các bạn ấy không để ý thì nó bình thường. Đấy, khi mà các bạn sấy bằng nhựa cái là chưa kinh nghiệm hay là sấy cái là nó bị luôn. Đấy. Con này nó có các cần gạt để chỉnh nhá, đèn đóm vẩy đẹp anh em nhé, đèn đóm vẩy đẹp. Đấy, cắm điện thoại máy tính rất là ngon, ổn định anh em nhé. Đây, to nhỏ này. Con này là có Super Dynamic Sound này, khi em bấm cái Super Dynamic Sound này lên này, bass nó đánh rình rình là hay hơn anh em nhé. Này, anh em thích nhạc trầm thì anh em bật cái này lên. Đấy. Đây. Đấy, nó là khối, nó liền một khối anh em nhé, nó liền một khối. Đấy. Đây, đường cắm tín hiệu vào đây, vào đường DAT anh em nhé, vào đường DAT anh em cắm vào đường này nhé. Đấy, xong anh em chuyển đằng trước về chế độ DAT là nó chạy anh em nhé. Đấy. Đây, con này nó là 100W này, công suất của nó là 116W này. Đấy, 116W này, 100V 116W anh em nhé. Đấy. Đây, hai cầu loa của nó đây thì là cái cầu trên này ấy, thì là mình bấm ngon này, bấm để mình đút dây ngon này. Cái cầu dưới này nó bị gãy cái lẫy ở dưới này nên là mình không bấm được anh em nhé, nó không chặt cố định được, nên em hàn cho anh em một cái dây ra đây để anh em có thể xoắn vào để anh em sử dụng nhé. Đây, hàn một dây dương ở đây nhé. Đấy. Hai cái dây trên là một loa này, hai dây dưới là một loa anh em nhé. Đấy, có hàn ra đây rồi. Đấy, thanh lý cho anh em con này, em thanh lý thôi nhé, 1,3 triệu thôi. Đấy. Anh em ghép nghe nhạc bát tầm 2530, nếu mà loa còn nghe nhạc của Nhật thì anh em bắt 2530 thoải mái anh em nhé. Âm thanh rất là hay, chỉnh echo qua này âm thanh nó rất là hay. Năm thớt này nhìn nó khá là cao to. Đấy, giá thanh lý cho anh em là 1,3 triệu. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Đấy, nếu mà anh em muốn mà nó cái phần này nó không lộ ra thì anh em có thể bỏ luôn cái phần này đi nhá. Anh em về anh em có thể là tạo một cái hộp, mà ví dụ như anh em đóng một cái hộp mà hộp bằng gỗ chẳng hạn, thì anh em ngăn cái một phần ngăn trên này, anh em bịt cái này đi nhá, chỉ để hở ra phần dưới này thôi thì nó đẹp này anh em này. Đấy, không nhìn thấy cái méo mó đấy. Nhìn méo mó. Rồi, cảm ơn và chào tất cả anh em nhé.